Vâng, xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hàng Nhật Quang Trọng. Vâng, ngày hôm nay em sẽ tiếp tục lên cho các bác một video lồi cao tần có áp suất dòng VIP và cũng như là dòng 1.8L. Trong video này thì khá đầy đủ tất cả các mã hàng, thì các bác ưng mã nào thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0987807038 và 0341564 em ở Kim Thành Hải Dương nhé. Các bác đang xem video thì nếu mà thấy hay sẽ cho em một like cũng như một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh để khi em lên một video mới thì các bác sẽ nhận được thông báo để vào xem hàng các bác nhé. Rồi ok, mã đầu tiên đó là mã số 1 em lên cho các bác, đó là một chiếc Tiger áp suất IP. Dòng này dòng VIP của Tiger nhé, dòng này chuyên nấu cơm cháy này, xoa sần nhiều một lớp. Trước này thì nó sản xuất năm 2014 nhưng mà thực tế là trên mặt của nó rất là đẹp. Trước này thì thường là em lựa chọn những cái hàng mà hàng gọi dường như hàng lướt các bạn. Xung quanh của nó là màu trắng, có một cái viền chrome này rất là sáng và đẹp. Mặt trên của nó là dạng màu ghi nhá, màu ghi. Đó. Tiếp đến phần xoang thì riêng em nói luôn là đối với tất cả các dòng Tiger, dòng VIP này thì xoang em luôn ưu tiên xoang và gioăng là rất là đẹp, là những hàng là em lựa chọn hầu như là các bác không thấy một vết chấm hay một vết xước nào luôn đấy, hầu như là không một vết xước nào luôn. Tỷ lệ xoang những dòng này hàng bên em đang bán thì nó phải đạt trên khoảng tầm 98%, khẳng định các bác là như vậy, trên 98% kể cả là về ngoại hình. Đó, áp suất IP nhé, dòng này áp suất IP chuyên nấu cơm cháy. Đấy, các bác này gioăng rất là đẹp và mặt sau là cũng được mài chống dính này. Đối với dòng Tiger áp suất IP, dòng này nó sẽ thiết kế là không có quai sách đó, và các bác có thể là bê hoặc là mình cầu để cố định một chỗ. Dòng này tất cả vỏ của nó bằng nhựa, dùng thì rất đơn giản, màn hình LED nhé. Đó, đã hoạt động, mọi chức năng hoạt động tốt này, đèn lu này. Đó, áp suất khóa vung. Khóa vung thì sẽ tùy theo chế độ nhé, có những chế độ mà lố nhanh thì sẽ khóa vung ngay lập tức. Đấy, còn đâu mà những cái chế độ lố bình thường kia thì khi nào sôi bắt đầu nó sẽ khóa vung. Mã số 1 em bán giá 2.700.000 đồng nhé. 2.700.000 đồng. Tại cho các bác một chiếc mua nhé. Tiếp tục mã số 2 nào, đó là một chiếc Tiger Tacoc. Tiger Tacoc thì cái dòng này thì em bán khá là nhiều. Đó, vỏ ngoài của nó rất là đẹp, không cấm bóp méo. Chiếc đời 2017. Mặt trên của nó, màu sắc của nó thì rất là đẹp. Mã này mã số 2. Đây, các dòng Tiger thì thiết kế là sẽ có hai cái tay cầm chống nóng, xoang đẹp, xoang này nó là tuyệt vời rồi. Dòng này thì nấu cơm rất là ngon này các bạn, giòn rất là mới nhé. Riêng hàng bên em thì các bác cứ đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn zin nguyên bản, tất cả là em đã test, em phải test 2-3 lần sau đó là em mới lên video cho các bác này. Và cái việc đối với lồi bên em thì em vệ sinh rất là sạch sẽ rồi, thì về các bác chỉ việc các bác vệ sinh qua một chút thôi, gọi là vệ sinh qua một chút để mình nấu cơm trực tiếp thôi, chứ các bác cũng không cần vệ sinh kỹ, tại vì em bên em đã rất cẩn thận vệ sinh kỹ lưỡng cho các bác rồi. Đấy, đèn lu này, cơm cháy này, cơm cháy lúc này nhé, chọn vào chế độ gạo trắng thì sẽ có cơm cháy. Chiếc loại này là nồi 1 lít nhé, 1 lít nấu được 1 cân gạo cho gia đình từ tầm 3 đến 5 ngàn. Mã số 2 bán giá 1.4 triệu. Mã số 3 thì em lên cho các bác, đó là một chiếc Yoshi Mai Rùa. Chiếc này là 1.8L. Các bác lưu ý nhé, chiếc này 1.8L nhé. Mặt của nó, trên của nó siêu đẹp luôn. Đó.
1.8, chiếc này sản xuất 2018. Áp suất bi rất là lớn. Giòn còn mới tinh luôn. Hàng này em test bao xì cho các bác. So các bác nhìn bóng nhá. Được một cái lớp son như này thì quả là tuyệt vời quá. Dầu dung di mai rùa này, son đẹp các bạn, son đẹp nhé. Ngoại hình đẹp. Chiếc này màu cà phê đậm. Đó, các bạn thấy chưa, hai tầng áp suất. Chiếc này em bán giá 3 triệu. Dầu di dầu ship mai rùa 1.8. Thì các bác nhìn này, ở cái dòng đời cao này các bác sẽ thấy rằng là các nút chức năng của nó thì nó nằm ở bên dưới này rất là to và rõ ràng, và toàn bộ là menu các chế độ lấu nó nằm hết trong màn hình nhé. Chiếc này là mã số 3, bán giá 3 triệu. Bác nào chuyển khoản hết em bao ship hoặc là cọc giúp em đó, em ship code con cọc. Vâng, lại lên cho bác một chiếc Joji Yoshi. Chiếc này là Joji Yoshi gù các bác nhé, gù cũng dòng 2 tầng áp suất. Chiếc này có lấu cơm cháy này các bác này. Đây có một cái chế độ lấu cơm cháy nhé, có một cái chế độ cơm cháy bên dưới này. Đấy, em sẽ chọn về chế độ cơm cháy xem. Đó, áp suất qua gù, chế độ cơm cháy. Rồi, mọi chức năng hoạt động tốt các bạn. Ngoại hình rất là đẹp, 1.8. Áp suất giòn như mới, đã test bao xì các bạn, bao chung cơm. Lòng son đẹp nhé. Lòng son rất là đẹp. 1.8 các bạn sẽ nhìn thấy là cái son của nó to hơn rất là nhiều. Tất cả lòng nồi, những mặt hàng em lên thì cứ đảm bảo cho các bác là lòng rất là đẹp đó, hầu như là không có chấm đâu các bạn. Chiếc này mã số 4 ạ. Chiếc này em bán giá đó là 2.500.000 đồng nha các bác nhé, 2.500.000 đồng. Có chiếc đầu lỗ cơm cháy Joji Yoshi gù, dòng này là dòng 2 tầng áp suất. Tất cả chức năng này em test hoạt động hoàn hảo. 1.8 ạ. Rồi tiếp tục em sẽ lên một chiếc 1.8 nữa cho các bác. Vâng, tiếp tục một chiếc Joji Yoshi cao tầng áp suất. Ngoại hình của nó quá đẹp, chiếc này xuất sắc nhá. Mặt trên không cấn móc. Một chiếc lồn 1.8, thường những dòng này nó rất là to và nặng, mà trong quá trình vận chuyển về mà được còn được những chiếc lồi mà còn đẹp như thế này thì quả thực sự là nó khá là hiếm các bạn, em phải nói là hiếm. Có đâu cái lượng 1.8 mà bị cấn móc đi rất là nhiều. Áp suất bi doang như mới, kể cả do phụ bên trong vậy các bạn, rất là mới. Lồi 1.8 này thì các bác sẽ lấu cho khoảng tầm từ 5 đến 10 người em, xoang thì xoang đẹp rồi. Son đẹp xuất sắc. Đó, đã vào chế độ lấu ạ. Khi lấu xong nó có một cái bản nhạc nhé, bản nhạc quen thuộc của dòng Joji Yoshi. Chiếc này là mã số 5 ạ. Mã số 5 em bán giá 2.400.000 đồng nhé. Ui, rất là đẹp. Tiếp tục em lên cho các bác đó là một chiếc Panasonic vuông có chế độ lấu cơm cháy. Dòng này lấu cơm cháy thì các bác sẽ nhìn nắp hơi hình tròn này nhé. Và một lưu ý là cái nắp hơi này các bác có thể tháo, các bác vệ sinh được, nhưng mà khi các bác vệ sinh thì không lưu ý là đừng để làm rơi mất cái nắp này nhé. Cái nắp này bên trong là nó có một cục nam châm, là nó là để báo lỗi U15 ấy, chính là không để nắp lỗi U15 là các bác là không đóng nắp hơi.
nếu các bác không đóng nắp này thì nó sẽ báo lỗi U15. Đó, lưu ý các bác vệ sinh là nhớ phải là giữ được cái đấy nhá. Giả dụ bây giờ em bỏ nắp hơi này, đấy U15 rồi, ok, mọi chức năng hoạt động tốt, ngoại hình của nó chiếc này rất là đẹp. Do con này thì chẳng khác như mới đâu, khẳng định các bác là không khác gì mới luôn. Đó, bên trong cũng bọc inox luôn, đó, cực kỳ là đẹp. Son, son các bác sẽ để ý là cái bên ngoài nhé, nó cũng phủ kim tuyến màu vàng óng ánh và lòng trọng vậy. Chiếc này là mã số 6 ạ. Mã số 6 chiếc này em bán giá 2 triệu này. 1 triệu 200 nghìn đồng, xin lỗi các bác, 1 triệu 200 nghìn đồng. Nồi 1 lít, nấu được 1 cân gạo cho gia đình từ tầm 3 đến 5 nha. Số 7 là một chiếc Suzuki cao tầng nồi 1 lít. Chiếc này sản xuất 2017 các bác nhé, ngoại hình đẹp. Chiếc này ngoại hình của nó xuất sắc à. Các bạn chế độ lỗ, nếu các bác mà không muốn mà bật nhạc như này thì các bác có thể tắt được nhé. Tắt được bằng cách là các bác hãy ấn giữ nguyên nút hẹn giờ. Đó. Sau khi mình nhấn nấu nó sẽ không còn nhạc nữa. Mà muốn bật thì các bác hãy ấn giữ nguyên nút hẹn giờ. Nồi Joji nào cũng vậy. Đó, đã bắt đầu có nhạc rồi. Chiếc này thì lòng xoong đẹp các bạn ạ. Lòng thì rất là đẹp, ngoại hình ok. Gioăng thì xanh. Riêng cái dòng Joji cao tần thường thường là gioăng của nó rất là xanh, còn rất là mới. Tỷ lệ gioăng mà bị thâm thì hầu như rất là ít. Chiếc này mã số 7 em bán giá 1,2 triệu nhé. Tiếp tục lên cho bác một chiếc Sanyo xoài. Chiếc này là sản xuất năm 2009. Đó. Đây các bạn nhìn, còn mới tinh. Đó. Chưa có một hiện tượng đổi màu. Cả do trong phần lắp mân lắp hơi này. Mặt rất là đẹp. Asobi. Do màu xanh ngắt. Gioăng này các bác có thể nhìn thấy rằng là nó còn mới, tỷ lệ của nó phải tầm trên 98% đối với cái gioăng này. Dường như không sử dụng, kể cả bên trong các bác nhỉ, bên trong. Dường như chiếc này hầu như rất là ít sử dụng. Nó mới còn độ mới như vậy. Cái lòng xoong đẹp nhá. Xoong này, xoong dập 5 lớp, rất là dày. Đây, lòng cũng được phủ kim tuyến. Các bác nhìn đa sắc màu chưa? Rất là tuyệt vời đối với son này. Và đặc biệt với cái dòng Sanyo đây là para xoài thì là hầu như là cái lớp chống dính của nó cực kỳ là bền. Ngoại hình rất là đẹp. Chiếc này thì đáng để các bác sưu tầm rồi. Chiếc này mã số 8 nhé. Rồi, Menlu. Đó, áp suất khoang vùng. Dòng này nấu cơm cực kỳ là ngon. Cái cơm của dòng Sanyo này thì các bác sẽ cảm nhận rằng là nó có độ săn, săn chắc. Đó, cơm nó vẫn giữ được cái độ ngọt. Và nếu mà các bác ăn sẽ cảm giác là nó rất là thích. Rồi ok, cái mã số 8 này. Một chiếc Sanyo xoài em bán giá 1 triệu 550 nghìn đồng nhé. 1 triệu 550 nghìn đồng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chế độ lấu, 2, 4, 5 chế độ gạo khác nhau. Đó, và các chế độ dư âm khác.
Tiếp tục em lên trước bác, đó là một chiếc tay Gotha Cook. Chiếc này là màu vàng cát. Xung quanh sườn của nó màu vân gỗ các bác nhá, đời 2020. Chiếc này mã số 9 ạ. Xoang đẹp. Đặc biệt các dòng Tiger thì thường thường nó sẽ làm hai bên tay cầm bằng nhựa này. Đó, để giúp cho mình khi mà mình xoang lóng mình cầm không bị sợ bị lỏng. Xoang rất là đẹp các bạn. Rồi, mọi chức năng này em đã test hết rồi. Xoang đẹp. Chiếc này sản xuất năm 2020. Có chế độ lốp cầm cháy. Mã số 9 em bán giá là 1.500.000 đồng. Bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0987807038 và 0344 5867 94. Em ở kinh thành Hải Dương. Zalo của em là luôn luôn là mở, thì các bác có thể là kết bạn Zalo với em nhé. Mã số 9 em bán giá là 1.500.000 đồng. Mã số 10. Mã số 10 đó là một chiếc Joji Yoshigu. Dòng này cũng là dòng 2 tầng áp suất rồi. Đó. Bao xì cho các bác, bao chín cơm. Bao chín cơm trong vòng 1 tuần cho các bác nhá. Dòng rất là đẹp. Xoang bóng loáng. Ngoại hình không cấn bóp méo, mặt trên này khẳng định các bác là không có một viên nún nào luôn. Đã vào chế độ lấu rồi. Rồi ok. Mã số 10 em bán giá 1.500.000 đồng nhá. Mã số 11. Mã số 11 đó là một chiếc Bala van dài màu đỏ có chế độ lốp cơm cháy. Chiếc này thì mặt trên của nó màu đỏ nhé. Màu đỏ. Xung quanh của nó màu đen, đời 2016. Ngoại hình cũng không cấn móp méo gì ạ. Đó, mọi chức năng men luôn. Hoạt động rất là tốt. Âm cơ mình. Thế là tất cả lồi là khi mà em lên live này em cũng đã đều là em test hết rồi. Em vệ sinh xong đó em test mọi chức năng hoạt động ok. Sau đó nữa là khi em lên live này là em cũng cắm điện em thử luôn cho các bác. Nên các bác yên tâm một điều rằng là lồi các bác nhận là toàn bộ là hoạt động rất là tốt nhé. Đó, các bác chỉ về các việc cho gạo và các bác nấu cơm như bình thường thôi. Xoang dòng xoang rất là dày. Lòng cái này cũng đẹp. Các bác yên tâm một điều rằng là riêng tất cả lồi bên em là hàng chọn. Nên là lòng thì đảm bảo các bác là rất là đẹp. Và cái hai ngoại hình của nó thì hầu như không cấn móp méo. Do bên trong còn rất là mới. Mã số 11 này em bán giá đó là 1.400.000 đồng nhá. 1.400.000 đồng. Nồi rất là đẹp, bắt đầu mà hợp với cái màu đỏ này. Đó, màu đỏ mặn này. Và xung quanh màu đen. Nhìn chiếc lồi này nó rất là sạch sẽ. Và cái hai nữa là cái màu sắc của nó thì nó phối màu rất là đẹp với các dòng Panasonic. Bình thường nó phối màu rất là đẹp. Vâng. Tiếp tục em lên trước bác, đó là một chiếc Panasonic cốc lớp bùa dòng VIP. Chiếc này sản xuất 2015, có kết nối điện thoại này, có EcoLavi này, có nấu cơm cháy đầy đủ, nấu ngon, nấu mềm. Thực sự rất là nhiều chức năng, viền inox. Xoang thì rất là đẹp rồi. Xoang em khẳng định con này là xoang là siêu đẹp luôn đấy. Các bác không phải suy nghĩ gì đối với cái xoang này. Có cấp nước bùa ẩm nhé các bác nhé. Có kết nối điện thoại, có EcoLavi tiết kiệm điện đây, cấp bùa ẩm này. Vỏ của nó bằng nhựa. Khi nấu xong thì các bác sẽ thấy là nó sẽ về cái đèn EcoLavi đây, mặt trên không cấn, không bị xước.
xung quanh bằng nhựa các bác nhé. À, thì cái chiếc này là mã số 12 ạ. 12 em bán ra 2.4 triệu nhé. Ui, nồi bếp thì rất là nặng rồi. Tâm, tiếp tục lên đó là một chiếc Tiger Sony B. Chiếc này thì xung quanh của nó màu đỏ, mặt trên của nó là dạng màu xám mà lình nét. Đó, xoang sần rất là đẹp. Ui, con xoang này thì nói khẳng định các bác là nó không hề một vết chấm sút nào. Xoang như mới. Xoang khẳng định các bác xoang chiếc này như mới. Bác nào mà tìm thấy một vết chấm sứt của con này thì em xin kỷ niệm cho các bác cái xoang này luôn. Ok, xoang này đi. Giòn thì tuyệt vời. Đó, màn hình nét này. Các bác nấu cơm cháy thì các bác hãy chọn là về chế độ gõ cháy nhé. Đó là mình nhấn nút cơm cháy. À, ở cái hàng phím này bên trên đây là menu này, dưới là phím cơm cháy này. Các bác chỉ bật lên là cái chữ ở trên cái phím này và trong màn hình nó giống nhau, nó sẽ hiện lên trong màn hình nhé. Đây này, đang thể hiện nấu cơm cháy rồi. Ok, dòng Tiger thì chuyên nấu cơm cháy rồi. Ở trước này là mã số 13 em bán giá 2.6 triệu nhé. mười bốn đó là một chiếc Panasonic Volt qua chế độ nấu cơm cháy. Đó, ngoại hình đẹp, có đèn nhìn đâu ạ, có thể nhìn đâu, xoong thì bóng loáng, qua nhìn xoong lỏng đẹp xuất sắc, bên nước này. Giòn cũng khác gì như mới nhỉ. Đây bên trong cũng là ấy này, được bọc inox này. Khẳng định như chiếc này thì nó gọi là quá mới đúng không? Mặt trên vậy. Chiếc này có chế độ nấu cơm cháy, sản xuất 2010. Chiếc này mã số 14 ạ. Mọi chức năng hoạt động tốt nhá. Hầm cơm này. Các bác sẽ thấy đèn đỏ đấy. Mã số 14. Em bán giá 1.200.000 đồng. Tiếp tục lên cho bác là một chiếc Tiger màu đỏ nữa. Chiếc này thì mặt trên của nó lại màu đỏ, xung quanh dưới của nó màu đen. À, và đặc biệt là chiếc này thì mặt rất là đẹp. Sản xuất 2015. Cũng xoong sần, toàn bộ xoong đẹp. Áp suất 2B nhé, dòng này dòng VIP của dòng Tiger các bạn, dòng VIP của dòng Tiger áp suất 2B. Thì tất cả cái xoong này của nó là xoong hợp kim, em không làm xoong gốm các bạn nhé. À, một số bác có hỏi em dòng xoong gốm của dòng này thì em luôn luôn là dòng xoong gốm em không làm. Tại vì xoong gốm thường thường là nó vỡ thì rất khó kiếm được xoong, nên em chỉ làm xoong hợp kim, vẫn đảm bảo về chất lượng về cơm cháy, đảm bảo về độ cơm ngon. Vì thực tế là nhà sản xuất người ta đã sản xuất ra được cái chiếc nồi những cái giá trị nó như vậy, thì khẳng định các bác là về cái chất lượng thì nó cực kỳ là ngon rồi. Đó. Chứ không phải là cái xoong này thì nó lại kém hơn xoong kia, không phải đâu ạ. Nhưng mà để sử dụng đảm bảo cái độ an toàn nó cao nhất. Đó, Asus Powerboom. Hâm cơm. Đó, các bạn nhấn giữ nguyên khoảng tầm 1 đến 2 giây là cái đèn vàng nó xuất hiện, là bắt đầu hâm cơm nhé. Cái này mã số 15 ạ. À, mã số 15 em bán giá nó là 2.600.000 đồng nhé. 2.600.000 đồng. Vâng, và cái mã này là mã số 16 ạ. 16 nha.
16 em lên cho các bác, đó là một chiếc Toshiba cao tần áp suất hút trên không. Chiếc này sản xuất 2012. Em đã lưu là sản xuất 2012. Đó, vỏ xung quanh của nó màu đỏ, mặt trên này của nó có một vài vết xước nhá. Có một vài vết xước. Đây. Xoạt rất đẹp. Em nó quá mất nước các bạn. Đây, các bạn nhìn son đẹp chưa? Son quá tuyệt vời. Các bạn nhìn này, son cũng không hề một vết chấm xước nào luôn đấy. Nằm son gân nhé, lòng son gân. Đây, áp suất bi. À, bên đây góc này các bạn sẽ nhìn thấy là có hai lỗ hút này, hai lỗ hút trên không. Phần này là phần cái nắp gọi là chấn bọt đây. Khi các bạn lốt cháo, giòn của nó quá mới. Các bạn nhìn xanh ạ. Rồi ok. Ở ngoài hình đẹp các bạn nha. Ngoài hình đẹp không cấn mó gì ạ. Vỏ của nó xung quanh của nó bằng sắt. Men lưu chọn này. Đó, ở sau vụ các bạn sẽ thấy một cái đèn màu xanh này. Và đèn hút chân không. Rồi ok, mọi chức năng hoạt động tốt. Mã số 16 em bán giá đó là 2.450.000 đồng. Em nói luôn là trên cái phần mặt này nhé, có một góc cái phần này thôi là nó do vận chuyển nó bị xước, còn xung quanh tất cả mọi thứ của nó hoạt động tốt và cả cả góc này toàn bộ là đều đẹp. Đó, thì em bán giá 2.450.000 đồng. Thì bác nào ưng thì hãy liên hệ với em nhé. Toshiba dòng này nấu cơm rất là ngon đấy ạ. Rất nhiều bác là sẵn đối với cái dòng này. Tiếp tục lên một chiếc màu đỏ nữa, đó là chiếc Palavan dài phun sương mù ẩm. Đây các bạn sẽ nhìn cái lắp này, chiếc này là 2015, ngoại hình đẹp, viền inox cũng có luôn. Đó, son của nó thì rất là đẹp này. Lòng son thì xuất sắc. Nếu mà nói lòng son này thì nó không có về một vết chấm gọi là xước là to cả bạn. Nhìn nó không khác gì son mới. À, có một số bác là có mua hàng bên em thì có hỏi là son em có làm lại không, thì em nói luôn là son có thể nào em bán như vậy. Chứ cái son này không ai làm được các bác nhé, không ai có thể làm lại được. Và các bác em hỏi là thế sao nó mới thế? Thì thực tế là em là hàng chọn, thì khẳng định các bác là sẽ có những chiếc son nó được mới, rất là mới luôn đấy. Ok, hoạt động tốt, có chế độ lốt cơm cháy ở 56 phút. Chiếc này là mã số 17 các bác nhé, 17 em bán giá 1.400.000 đồng. 18 là một chiếc Tiger ta cúc. Chiếc này có màu vàng cát, xung quanh của nó là màu vân gỗ ạ. Ngoại hình của nó quá đẹp, mặt trên không hề một vết xước nào luôn đấy. Chiếc này sản xuất 2021. Cái này được sản xuất vào năm ngoái các bạn, năm ngoái. Chế độ lốp. Xoàng bóng đẹp. 2021 khó khăn. Xoàng rất là bóng đẹp. Và bác nào mà cần xem lại kỹ hơn nữa thì gọi điện trực tiếp vào Zalo giúp em nhé. Em quay cho bác xem luôn. Ở mã này mã 18 này. Em bán giá 1.600.000 đồng nhé. Chiếc này nó chỉ gọi là mới thiếu thùng xốp đấy. Còn đâu thì mọi chi tiết từ trong ra ngoài còn đều rất là mới, chỉ thiếu một thùng xốp nữa là coi như là hàng nhập khẩu vậy. Mã số 18 giá 1.600.000, chiếc Tiger ta cúc 2021. Mã số 19 là một chiếc Yoshi cao tần sản xuất 2016. Son dòng Joji
thì các bác sẽ thấy rằng là những cái dòng đời cao này, các bác sẽ thấy là cái son màu đen thì thường thường là cái chống dính của nó em cảm nhận là nó hầu như không ít bị bong chóc hơn đó. Cái thời gian dùng bền cũng như là khách mua hàng bên em, người ta đã dùng, người ta cảm nhận rằng là son của cái dòng đen này khá là bền đó, là em mới nhận được thông tin như vậy. Còn thực tế là trước đó thì em cũng dùng Zuji thì em cảm thấy nó cũng khá là bền đối với các dòng son như này đó. Son còn rất là đẹp. Ok, đó, các bạn nhìn nhé, dòng còn mới rất là xanh, ngoại hình đẹp nhé các bạn nhé. Cái màu này bên trên của nó dạng là xung quanh của nó dạng của nó là cái màu dạng màu xám các bạn, màu xám, màu xám. Màu này thì rất là sạch sẽ, Zuji thường thiết kế là như vậy đó. Nó vào chế độ lấu, chúng ta đẹp men lù. À đây, chế độ gạo không vo này, hâm cơm bên đây nhé. Đó, có nhìn đèn hâm cơm chưa? Rồi ok, mã số 16 em bán, mã số 19. Mã này mã 19, em bán giá 1.200.000 đồng. Vâng, em lên trước mắt đó là một chiếc Zodio Si Mai Rùa. Chiếc này ngoại hình đẹp ạ. Zodio Si Mai Rùa. Dòng này cũng là dòng 2 tầng áp suất ý. Asumi gioăng rất là mới, toàn bộ là gioăng đợt kỳ này thì gioăng em lựa chọn được những cái mã hàng đảm bảo về cái độ chất lượng. Đây các bạn nhìn gioăng, mã này là mã 20 nhé. Mã 20 ạ. Đây, menu bên đây. Ở khi nhấn lên các bác sẽ thấy là toàn bộ menu chức năng làm bên trong này hết nhé. Đó. Màn hình hiển thị chức năng cũng như là số và chữ rất là lớn. Như vậy là mọi người rất dễ sử dụng đối với cái dòng nồi Zoji Roshi Mai Rùa này. Mã số 20 bán giá 1.800.000 nhé. 1.800.000 đồng. Nồi rất là nặng. Vâng, tiếp tục một mã 21. Đó là một chiếc Panasonic Wolf đời 2016. Hình như chiếc này thì nó có một mẻ một chút ở đây, không ảnh hưởng gì vấn đề. Khi mà các bác đóng nắp xuống thì nhìn nó cũng rất là khó nhìn đấy, tại xung quanh của nó màu đen. Đó, lòng son đẹp ạ. Lòng son đẹp các bác nhá, lòng son đẹp. Và lòng son này nó chỉ có một vết rất là nhỏ thôi. Đó. Còn đâu mọi chức năng hoạt động tốt. Em bao dính cơm. Và son đảm bảo các bác là không dính cơm các bác nhé. Mã này là mã số 21 ạ. 21 em bán giá 900.000 đồng. 900.000 đồng cho chiếc nồi Panasonic màu đen đời 2016. Tiếp tục một chiếc Tiger Tacoum. Chiếc này đời 2016 các bạn. 2016 nhá. Chiếc này thì màu rất là đẹp. Đó. Chiếc này nếu mà để nói về cái màu sắc của nó ấy, thì nó chỉ hơi đá màu đồng một chút ấy, một chút thôi. Màu nhìn rất là lạ. Ở Tiger Tacoum có chế độ lấu cơm cháy này. Xoang thì quá đẹp. Đẹp xuất sắc. Lòng son. Và đặc biệt với cái son này thì nó có hai cái tay cầm chống nóng này. Giòn rất là mới. Rồi đối với dòng
Toyota Cup này thì thực sự mà nói thì 10 con cũng như 10, gioăng của nó đều đẹp. Mã số 22. Đó, nó là chế độ lố này. Và cái dòng Tiger này nó sẽ có một cái nút cơm cháy riêng, thì các bác hãy chọn ở chế độ gạo cháy nhé. Và số 22 em bán giá 1.400.000 đồng. Mã số 23. 23 là mã cuối cùng của video của ngày hôm nay. Thì chiếc này các bác sẽ nhìn thấy cái cổ nó là mặt trên này, nó là màu cà phê, xung quanh của nó cũng là màu cà phê. Đó, chỉ có một cái viền đây mà người ta đã làm cách điệu rồi. Cổ nó là màu lô xám, màu xám các bác nhé, màu lô xám. Người ta phối màu rất là đẹp. Chiếc này đời 2014, Panasonic Vuông. Đó, viền inox này. Xoong thì tuyệt vời. Lòng xoong, xoong con này có chấm các bạn. Xoong con này có một chấm ở đây, ở góc. Ở một chấm nhỏ đó, em bao chống dính cho các bạn. Đang 16 phút. Con này mã số 23. Em bán cho bác giá đó là 850.000. Ngoại hình của nó thì đẹp, xoong chỉ có một chấm tí xíu mà chấp nhận phải bán giá gọi là rẻ giá nhập các bạn, rẻ giá nhập. Rồi ok, video của ngày hôm nay thì em đã giới thiệu đến tất cả các bác đó là 32 mã lồi. Hôm nay thì khá là nhiều lồi đẹp, 23 mã lồi các bác nhé, các bác thông cảm. Hôm nay nhìn số nó hơi bị ngược một chút. 23 mã lồi thì trong đó là em đã có là 4 chiếc. 3 chiếc lồi 1.8 các bác nhé, 3 chiếc lồi 1.8. Trong đó là 3 chiếc Duji. Đó, toàn bộ là Duji cao tần áp suất và có lồi VIP. Đó thì các bác là ưng mã nào thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em bằng kim thành Hải Dương. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi ạ.